giám đốc công an Đồng Nai bị kiểm điểm vì có nhiều sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau hàng loạt sai phạm và gần đây nhất có thể liên quan đến vụ giang hồ xã hội đen vây công an tại Đồng Nai, chiều ngày hôm nay truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin giám đốc công an tỉnh này bị xem xét thi hành kỷ luật vì buông lỏng quản lý trong hoạt động điều tra, chỉ đạo, thiếu kiểm soát trong công tác quản lý đất đai, tài chính và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong khi đó, truyền thông trong nước có nhiều bài báo cho rằng vi phạm của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là rất nghiêm trọng. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận định vi phạm của Giám đốc Công an trưởng ban nội chính tỉnh ủy Đồng Nai và các nguyên giám đốc, phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật. Theo thông báo của Ủy ban kiểm tra Trung ương, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 7, tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương để xem xét việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, trong công tác quản lý sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ, để nhiều cán bộ chiến sĩ bị xử lý hình sự. Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, bí thư Đảng ủy, giám đốc Công an tỉnh, thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy và các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc gồm Đại tá Ngô Minh Đức, Đại tá Lý Quang Dũng, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Đại tá Nguyễn Xuân Kim cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Qua kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Trong thời gian cương vị bí thư Ban cán sự Đảng, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc giải quyết một số vụ án hình sự, Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và các cá nhân nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Trước đó vào tháng 12 năm 2015, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trao đổi với phóng viên Việt Nam Net về Facebook cánh đồng ngô, bêu xấu cá nhân ông cũng như lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai nói chung. Ngày 21 tháng 12, trên tài khoản Facebook cánh đồng ngô đăng tải một bài viết kèm ảnh chân dung của đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai với nội dung mang tính chất tố cáo. Tài khoản này đã mở đầu bằng lời giáo trước, xin lỗi vì phải sử dụng cách này để tố cáo, nói lên sự thật của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai. Tôi đại diện cho tất cả cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai bị chuyển đổi công tác, bị tước bỏ chức vụ vừa qua, buộc thôi giữ chức vụ chuyển đơn vị không rõ lý do, xin nói lên bản chất thật của cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai. Bài viết nhắm vào đích danh đại tá Huỳnh Tiến Mạnh với nhiều nội dung mang tính chất tiêu cực. Đoạn viết trên Facebook cánh đồng ngô cũng nói về những chuyện mang tính chất tiêu cực nhưng không đưa ra căn cứ, bằng chứng xác đáng về lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai. Đáng nói trong Facebook có hé lộ truyền cảnh sát giao thông Đồng Nai lập biên bản vi phạm khống trong quá trình xử lý vi phạm hành chính hay chuyện bảo kê xe tải trung chi hàng tháng và mức thu nhập khủng của cán bộ cảnh sát giao thông nói chung và cá nhân ông Mạnh lúc làm việc trong lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng. Facebooker cánh đồng ngô viện dẫn ra một vụ việc cụ thể là người dân bị cảnh sát giao thông dừng xe, xử lý vi phạm nhưng bị người lạ hành hung mà báo chí phản ánh gần đây gây xôn xao dư luận. Bài viết trên Facebook có phủ nhận lại thông tin của công an tỉnh Đồng Nai công bố trên báo chí, kẻ lạ đó là nhân viên tiếp thị sữa Facebook cánh đồng ngô viết: "Vậy nhiệm vụ của nhân viên tiếp thị sữa này là gì? Nhiều lắm, chạy việc cho cán bộ giao thông, dọn dẹp, sắp xếp vị trí đứng chốt tuần tra kiểm soát, giúp cán bộ ghi chép biên bản, giúp cán bộ đặt vấn đề và nhận tiền mãi lộ từ những người vi phạm, cảnh giới đề phòng phóng viên báo chí theo dõi và đánh người vi phạm khi thấy họ có biểu hiện chống đối." Trong bài viết cũng có chia sẻ Thu nhập mỗi cán bộ cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai mỗi tháng ít nhất là 300 triệu đồng, chỉ huy ít nhất là 700 triệu đồng sau khi trung chi cho cấp trên. Tất cả những thông tin tiêu cực đến giám đốc công an tỉnh Đồng Nai hay như cảnh sát giao thông của tỉnh này trên trang Facebook cánh đồng ngô đã chỉ rõ ra những sai phạm của công an tỉnh Đồng Nai nói riêng và công an trên cả nước nói chung, một hiện tượng mà hầu như những người trong nghề vận tải và cánh lái xe ai ai cũng biết rõ ràng về chiêu trò bảo kê ăn tiền của giới cảnh sát giao thông hiện nay một trong những hình thức tham nhũng lộ liễu nhưng cũng không kém phần kín kẽ mà chỉ có ai trực tiếp có liên quan đến công việc mới có thể hiểu được. Vậy thì ai là người phải chi trả cho những khoản tiền lót tay này? Câu trả lời là người tiêu dùng, cũng chính là người dân. Khi chi phí vận tải hàng hóa được các chủ hàng lẫn công ty vận tải, họ cộng tất cả vào chi phí rồi đánh trực tiếp lên hàng hóa ngoài thị trường và người dân phải trả tiền chứ không ai khác. Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh có trao đổi với phóng viên, cái đó là trang mạng xã hội họ muốn đưa thì đưa chuyện trong mạng xã hội thì tôi đâu có quan tâm tôi còn nhiều công việc khác đại tá mạnh nói về việc công an tỉnh đồng nai có vào cuộc truy tìm chủ nhân facebook cánh đồng ngô để xác minh thông tin của bài viết hay không đại tá mạnh nói thêm để tôi xem cái đó ở đâu ra rồi mới trả lời với anh được thượng tá phạm ngọ bình phó trưởng phòng tham mưu công an tỉnh đồng nai cho biết hiện tại vẫn chưa có hướng giải quyết đối với những thông tin nói xấu lãnh đạo công an tỉnh trên facebook còn theo đại tá nguyễn văn thọ Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh. Đây là một trang Facebook có thông tin chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên dù dưới góc độ cá nhân hay tập thể, các trang mạng xã hội đưa các thông tin vi phạm thì sẽ bị xử lý theo pháp luật. Trong khi cách đây vài tháng cũng tại tỉnh Đồng Nai, liên tiếp nóng lên về các vụ việc liên quan đến sai phạm của cán bộ bị phanh phui truy tố. Trước đó đã có hàng loạt cán bộ tỉnh Đồng Nai và một số ban ngành bị khởi tố và bắt giam. Tuy nhiên cũng chưa thấy bóng dáng của người đứng đầu tỉnh như bí thư hay chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị kiềm điểm và chịu trách nhiệm vì để xảy ra quá nhiều sai phạm do buông lỏng quản lý như vậy. Trưởng phòng thủ quỹ chiếm đoạt tiền tỷ những ngày cuối tháng 2 năm 2019, cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai đã liên tiếp thực hiện các quyết định truy tố, khởi tố, bắt tạm giam đối với nguyên trưởng ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nguyên kế toán phòng nội vụ thành phố Biên Hòa, nguyên thủ quỹ phó giám đốc chi nhánh ngân hàng Sacombank Long Khánh, Đồng Nai về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể vào ngày 19 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Võ Văn Tùng, Nguyên trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, Nguyên trưởng Phòng Nội vụ Thành phố Biên Hòa và Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Nguyên kế toán Phòng Nội vụ Thành phố Biên Hòa cùng về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, trong thời gian làm trưởng phòng nội vụ, Tùng câu kết với Ngọc chiếm đoạt số tiền hơn 720 triệu đồng là tiền kinh phí khen thưởng danh hiệu cấp khu phố, phường, văn hóa. Cùng thời gian này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thực hiện quyết định khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Trần Trung Kiên, nguyên thủ quỹ phó giám đốc gia kiệm thuộc chi nhánh ngân hàng Sacombank Long Khánh, Đồng Nai về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian làm thủ quỹ tại chi nhánh ngân hàng trên, Kiên đã chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng của ngân hàng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Kiên đã nộp lại 2,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Khi các sếp thiếu trách nhiệm, nhà nước mất hàng trăm tỷ. Đối cộng trong vụ cán bộ vi phạm tại tỉnh Đồng Nai mới đây là việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố thêm 5 cán bộ sai phạm tại công ty sổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố đối với Lâm Duy Tín, nguyên phó giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai, Trần Thị Dung, nguyên phó chủ tịch hội đồng thành viên công ty sổ số, số kiến thiết tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố thêm 3 bị can khác là trưởng phó phòng chính sách Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến sai phạm tại công ty sổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai. Cuối năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh, nguyên tổng giám đốc công ty sổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước thời điểm ông Minh bị bắt, thanh tra tỉnh Đồng Nai đã kết luận xác định nghi can này và một số cá nhân khác đã chi sai nguyên tắc gần 40 tỷ đồng mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện thêm sai phạm nghiêm trọng của ông Minh gây thất thoát vốn của nhà nước gần 100 tỷ đồng. Cụ thể, ông Minh có văn bản xin ý kiến về chủ trương góp vốn thành lập công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai. Tuy nhiên, công ty hoạt động không hiệu quả, nhưng nhiều năm, tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục dùng nguồn tiền từ công ty sổ số kiên thiết để hỗ trợ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận về việc ông Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, người đã chỉ đạo trực tiếp Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai và dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đã vi phạm luật phòng chống tham nhũng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong dự án này, Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai làm chủ trì đề tài, Công ty Chí Nguyên có thành viên góp vốn là bà Nguyễn Thị Thanh Xuân và ông Sáng là đơn vị phối hợp tham gia với những dấu hiệu vi phạm về các hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng đối với hai dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và nhà màng công nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo quy định của pháp luật.